và sẽ đặc biệt dành cho những bạn nào đang tìm cây son thỏi bám màu tốt nhưng không làm khô môi. Những bạn hay những anh, những chị bắt đầu nhận thấy dấu hiệu môi đang lão hóa dần, vân môi rõ hơn thì cũng rất nên cân nhắc bởi chất son khá mềm và thoải mái khi sử dụng hàng ngày. Khi swatch hết xong 10 cây này thì mình cũng không thấy bị đau môi hay khô môi chút nào. Rouge Dior màu 999 là một trong những cây son đỏ có lịch sử lâu đời. Được Dior giới thiệu lần đầu vào những năm 1950, Rouge Dior đã nhanh chóng trở thành biểu tượng cây son đỏ quyền lực và giờ cũng được xuất hiện trong phiên bản Ultra Care này.